chào cả nhà. Thì hôm nay là shop tiếp tục review về các loại bánh bía Tân Hoa Viên cho cả nhà mình xem ha. Thì cái loại bánh bía mà hôm nay shop muốn review cho cả nhà mình xem là cái loại bánh bía khoai môn. Thì đây ở trên tay của shop đang cầm là một cái cây bánh bía khoai môn nè. Thì đây là cái cây bánh bía khoai môn của Tân Hoa Viên. Thì cái cây bánh bía này là cái cân nặng của nó là 600 gram nè. Và ở trong cái cây này là có 4 cái nha cả nhà. Đó, và bánh bía khoai môn này là bánh bía khoai môn trứng. Ha, có cái loại trứng là một cái là 150 gram, và cái hạn sử dụng của bánh bía khoai môn này là 1 tháng. Đó, thì đây nè, trên tay của shop đang cầm là cái loại bánh bía khoai môn nè. Thì đây là cái loại bánh bía năm sau nha cả nhà. Đây cả nhà thấy nè, ở trên này là năm sau nè. Đó, và hạn sử dụng là 1 tháng. Vậy thì bây giờ shop sẽ cùng cắt cái loại bánh bía, cái bánh bía khoai môn này cho cả nhà mình xem thử coi là ở bên trong cái nó như thế nào ha. Rồi bây giờ shop sẽ cắt cái bánh bía khoai cây bánh bía khoai môn này ra. Rồi, đây cả nhà mình sẽ xem thử coi trong cái cây bánh bía khoai môn này có cái gì trong này ha. Đó. Rồi, đây, shop sẽ khui cái bánh bía khoai môn ra cho cả nhà mình thấy nè. Đây, đây là một cái cây bánh bía khoai môn đây. Đó, cả nhà mình thấy đây. Đó. Thì bây giờ đối với cái bánh bía khoai môn này á thì cái túi của một cái cây của nó là 4 cái. Đây cả nhà mình có thể thấy. Đây nè, một cái cây của nó là 4 cái như vậy. Đây 1 nè. Đó, 2 nè. Đây, shop sẽ chất lên trên cái dĩa này ha. 1, 2, 3. Đó, và 4. Đây, một cái cây bánh bía khoai môn của mình là sẽ có 4 cái như vậy. Đây, cả nhà mình xem đây. Cả nhà mình xem đây nè, bánh bía khoai môn có 4 cái nè. Đó, và bây giờ shop sẽ cắt thử cái bánh bía này ra, một cái bánh bía khoai môn ra cho cả nhà mình xem thử coi nó như thế nào nha. Đây, đó, thì ở trong cái cây này là chúng ta sẽ đựng ở trong từng cái túi riêng biệt nha cả nhà. Đây, ở trong một cái cây là chúng ta sẽ có 4 cái bánh, và mỗi cái bánh đựng trong từng cái túi riêng biệt. Thì cả nhà mình có thể rất là dễ sử dụng, bởi vì mình có thể sử dụng từng cái ha. Rồi, đây nè, bây giờ là chúng ta sẽ cắt thử một cái bánh bía khoai môn này ra. Đây, cả nhà mình thấy đây là một cái bánh bía khoai môn nè. Đó, thì đây shop sẽ lấy cho cả nhà mình xem thử. Nó sẽ đựng ở trong một cái hộp ni lông như vậy. Và đây là cái bánh bía khoai môn nè. Đó, thì đây nè. Đó, vậy thì bây giờ shop sẽ khui cái bánh bía khoai môn này ra thử cho cả nhà mình thấy coi cái ở trong này nhân như thế nào nha. Thì đây nè, thứ nhất là ở trong cái bánh bía khoai môn của mình là chúng ta có cái nhân có trứng nè, trứng muối nè. Ha, và ở đây là có nhân khoai môn ở giữa nè. Đó, cả nhà mình thấy đây nè, chúng ta có cái trứng muối nè. Ha, đây shop sẽ bẻ ra cho cả nhà mình thấy nè. Đó, cái nhân khoai môn ở giữa nè, và rất là thơm nha cả nhà ơi. Cái đây cái bánh bía khoai môn này rất là thơm luôn. Đây, đó, shop sẽ bẻ cho cả nhà mình xem. Đây, đây là một cái bánh bía khoai môn của Tân Hoa Viên nè, có trứng muối ha, và có các nhân khoai môn, và ở ngoài là cái lớp bột làm cái vỏ bánh nè, rất là thơm, rất là mềm dẻo luôn. Thì đây là một trong cái loại bánh rất là nổi tiếng của Tân Hoa Viên ha. Thì shop hiện giờ cũng đang bán rất là nhiều cái loại bánh này. Thì shop rất là mong nhận được cái sự ủng hộ của cả nhà mình về cái đơn hàng bánh bía ha. Cảm ơn cả nhà.